Xin chào tất cả các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn trong video tiếp theo trên kênh của mình. Các bạn thân mến, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm món tẩm bột chiên xù. Và nguyên liệu để làm món tẩm bột chiên xù ở đây mình có tẩm tươi, tẩm vẫn còn sống nhé mọi người, trứng gà, bột chiên xù. Và đặc biệt phải có cả bột chiên giòn nữa nha mọi người. Bây giờ thì xin mời các bạn cùng theo dõi cách làm của mình nhé. Cái món này sẽ rất ngon và rất hấp dẫn đây. Và đảm bảo khi làm xong mọi người đều muốn ăn và đều dám ăn, chứ không như cái món tầm rang với lá chanh ngày hôm qua mình làm. Bây giờ thì xin mời các bạn cùng theo dõi cách làm của mình nhé. Trước tiên thì mình sẽ cho hết tầm vào. Trước tiên thì mình sẽ cho tầm vào một cái hộp này. Mình cho tầm vào một cái hộp để tiện cho cái việc tẩm bột ấy mọi người. Tiếp đến là mình sẽ cho bột chiên giòn vào. Đấy, để bột được áo đều vào con tằm ấy thì bây giờ mình sẽ đậy lắp lại. Đậy lắp lại và mình xóc để áo đều con tằm ở trong cái hộp bột này. Đấy, như vậy là con tằm của mình đã được áo một lớp bột màu trắng. Bây giờ tiếp theo mình sẽ nhúng tằm vào trứng, sau đó nhúng tằm vào với cả bột chiên xù. Cuối cùng là mình sẽ đem đi chiên nhé mọi người. Bây giờ mình sẽ đánh cho những cái quả trứng này nó tan ra nhé. Đây, bây giờ mình sẽ nhúng tằm vào đây. Tiếp đến cho sang bột chiên xù. Nhúng tằm vào đây. Cho vào sang bột chiên xù. Tằm hôm nay là mình làm sống luôn chứ mình không trần nữa nhá. Làm sống luôn. Tươi giói luôn nha mọi người. Và trên bếp mình đã chuẩn bị sẵn một chiếc chảo. Bây giờ mình sẽ cho dầu ăn vào đấy. Mình sẽ áo đều cho tằm vào lớp bột chiên xù này. Đấy, cho tằm mặc áo bột chiên xù. Sau khi cái chảo dầu của mình đã nóng ra rồi, mình sẽ cho tằm vào chiên nhé mọi người. Bột
Con tằm này nó chín rất nhanh đấy mọi người. Sau khi nó đã vàng rồi, giờ mình cho nó ra đĩa nha. What do you need? Ở đây nữa xin giới thiệu với các bạn, đây là chính là món tằm chiên trứng. Đây là món tằm chiên trứng mình mời các bạn nha. Đây là món tằm chiên trứng này các bạn. Chắc chắn là nhiều bạn sẽ không dám ăn vì nhìn thấy con tằm thực ra nó vẫn còn nguyên hình nguyên trạng như này, chắc chắn là nhiều người sẽ không dám ăn. Đây mình mời các bạn nha, nó vẫn còn nguyên hình nguyên trạng, nó rơi cả ra này. Rất là ngon nhé các bạn. Có bạn nào dám ăn không? Mình mời nha. Có ai dám ăn món này không nào?
Còn đây là món tằm tẩm bột chiên xù của mình. Nó hơi cháy một xíu, mình để lửa nó quá to ấy mọi người. Đây. Đây là nó bị tung cả bột ra đây mọi người. Rất là ngon nhá mọi người. Lớp bột ở bên ngoài rất là giòn. Ông tằm thì bùi bùi ngậy ngậy mọi người ạ. Bùi bùi béo béo ngậy ngậy. Ăn không thấy ngán luôn. Thì nó hở cả người. Và cuối cùng là cho các bạn nhìn lại những con tằm vẫn còn đang sống. Đấy, nó vẫn đang sống nguyên này mọi người. Con tằm này là mình để vào trong tủ lạnh suốt từ hôm qua đến hôm nay đấy. Khi vừa mang ra ấy, thì nó còn đang bị lạnh cứng, cho nên nó như kiểu nó chết đi, nó giả vờ chết đi. Nhưng mà để ra một lúc như này mình đã rửa rồi nhá. Mình để ra một lúc như này thì nó lại ngọ nguậy như bình thường, nó lại sống lại như bình thường luôn. Thấy ghê không? Cái sức sống của nó mạnh liệt không? Các bạn thân mến, như vậy là mình vừa chia sẻ với các bạn cách làm món tằm tẩm bột chiên xù và món trứng tráng tằm. Bây giờ thì mình sẽ kết thúc video này ở đây. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị thì đừng quên nhấn đăng ký để tiếp tục theo dõi những video tiếp theo trên kênh của mình. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye!